Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Rồi, chị đi ngược lại. Mọi người thấy chị xiên xiên người không? Tăng. Rồi, là chị đi được bình thường không? Tin không? Tôi làm cho chị đi được bình thường. Tin không? Rồi, chị quay ngược lại đây. Đi thiệt thoải mái đi, như người mẫu. Rồi, xin chị cho đặt pháo tay. Rồi, khoan, chị cho cả biết cảm giác chị thấy thế nào? Cảm giác ở thế này là cảm giác nhẹ nhàng hơn ạ. À? Nhẹ nhàng hơn ha. Chị đi thấy dễ chịu hơn đúng không? Dễ chịu hơn. Rồi, cảm ơn. Thấy anh Thăng ha, là bỏ cái bóng và ở kẹp ha, đẩy cái mạch máu. Mọi người nhớ là ở cái chân có 46 cái van thực vật. Ha, rồi mình ép lại á, mà chẳng banh á, nó gọi là khóa. Và sau đó là bây giờ mở ra gọi là đẩy. Và làm như vậy là bao lượt. Rồi. Tay kéo nào, tay kéo nào. Thở ra thì kéo đi, ép vào, ép bằng sâu bằng tốt, ép vào, thở ra. Rồi, thế được rồi. Okay, rồi, ngon vậy là ngon anh nhé. Anh bảo lên. Ngồi đây, cũng có bám vào đây. Đấy, ngồi. Rồi chị đi ngược lại. Sao thấy dễ chịu chưa? Dạ. Cảm giác của em như vậy là đỡ đau rồi, thoải mái lắm. Rồi. Chân coi như ngồi xuống là dễ chịu hơn nhiều. Bây giờ ngồi xuống rồi. Rồi đi lại thấy dễ chịu ha. Rồi cảm ơn chị. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.